Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video walkthrough Dark Souls 3. Chúng ta đến path số 7. Trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì, hãy lại đây vắt kiệt conversation với con này. Vì chúng ta sẽ thực hiện quest của bé này chứ sao nữa. Cũng luôn nói chuyện với thằng cha Horace cho nó vui. Tiếp theo chúng ta sẽ nói chuyện với ông này. Đổi cái Stray Demon mà chúng ta đánh giết lên chỗ con sói á, để lấy cái nhẫn này. Nhẫn này là nhẫn Hell Ring, các bạn chắc biết thừa là nhẫn gì rồi đó. Bây giờ mình sẽ làm một cái build rất là thú vị. Bây giờ mình sẽ tháo mặc đúng cái nhẫn Hell và đeo cái Flint Ring. Nói chung mình sẽ lột hết mọi thứ ra. Chỉ giữ đúng cái nhẫn nó tăng đam khi mà chúng ta càng cái Every Block chúng ta càng nhẹ thì đam càng to. Đó, 275 đam, không tồi. Không tồi cho một khi kiếm cộng 4. Một điều tuy nhiên là nếu như các bạn mặc đồ kiểu này á thì đam thì to hơn thật, nhưng mà bù lại các bạn ăn đam cũng to hơn, do không có giáp trụ gì để bảo vệ các bạn hết. Đó, đơn giản không? Thật ra căn bản là tại do lần đầu hồi lâu mình buổi sáng mình có xem cái video về ông kia cởi chuồng không lên level đánh boss cái mà, nên mình cũng muốn bắt chước một chút cho nó vui. Tuy nhiên khúc đánh boss thì mình sẽ không làm nữa. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình của chúng ta. F7, mình sẽ mua một ít bom lửa, các bạn cũng nên mua đi, sẽ có lúc chúng ta cần. Bom lửa luôn luôn hữu dụng, nhất là khi bom lửa thực ra có scale với strength, scale A với strength luôn nhá. Ok, chúng ta sẽ đến đâu rồi, Abyss Watcher, và chúng ta sẽ bắt đầu con đường đi đến Catacombs. Mình đã nghiên cứu khá mọi nhiều thông tin về Catacombs thì chúng ta có thể thấy nắm được tình hình thế này. Cái con boss ở khu này là cái con Hylod Vormir, Vormir hay Volumbia gì đó, con boss xưa khổng lồ á. Nó là vua, đúng, công nhận. Cụ thể thì nói chung đây là những ở cái khu dưới này á, chết cha mình quên mất một việc. Để mình quay lại cái Fighting Shrine á. Sau khi đánh xong con boss Pharaon ở cái bọn Abyss Watcher, thì sau khi nói chuyện vắt kiệt cái conversation với thằng Hogwood á, cái thằng mà ngồi một chỗ mà cho mà lần trước mình bảo các bạn nói chuyện với nó để mà nó vứt cho bạn cái nhẫn Pharaon á, nó sẽ bỏ đi. Và sau khi nó bỏ đi á thì chúng ta sẽ ra ngoài đây, bởi chả sao không đi qua được cơ. Phức phai anh sai. Rồi ok kìa. Đó, sau khi các bạn đi qua chạy ra ngoài Fang Shrine, các bạn ra đây, các bạn sẽ thấy cái khiên của Hogwood ở ngay ngoài này, ngay bên cạnh. Ôi dồi, mày có thôi không? Chết đi, đó. Ngay bên cạnh cái kiếm của bọn Abyss Watcher. Cái description của cái khiên có nói rằng á, với cái kỹ năng kiếm thuật của những Watcher, đặc trưng của người Watcher á, không cho phép sử dụng khiên. Vậy mà họ kia thằng cha Hogwood lại sử dụng cái khiên này, và nó chính là có tương truyền rằng nó chính là lý do tại sao thằng Hogwood luôn thất bại. Cơ mà như vậy thì cái khu này là chứa những cái bộ xương catacomb. Mình tin rằng có một cái luận thuyết như thế này rằng thằng cha nào bị nút chừng bởi Abyss. Cái kiếm của thằng cha đó vốn là cái kiếm lấy linh hồn của thằng Hylod á, thằng boss cuối á, thằng boss của khu này nè. Nó là cái kiếm Holy Sword, nhưng mà nó lại bị Abyss xâm chiếm, nó bị kiểu như là bị thối rữa vậy đó. Có lẽ mình phần nào mình nghĩ rằng vì lý do đó mà các Abyss Watcher phải canh giữ khu này để ngăn cho Abyss trồi lên thì vậy. Mình không chắc lắm. Tuy nhiên trong những description của vũ khí hay này kia của khu này thì có thể thấy những chiến binh Cactus. Mình bật offline chơi cho dễ. Ở bên này, ở bắt từ khu này có hai chỗ đi, một chỗ là bên tay trái, một chỗ là bên tay phải. Bên chỗ bên tay phải kiểu như là đường tắt á, chúng ta nếu mà mình lỡ có chết á thì mình sẽ đi đường này, còn không thì tại sao chúng ta phải nhặt cho bằng đủ đồ chứ sao. Là những chiến binh rất là kỳ diệu,
rất là phi thường, sử dụng vũ khí hạng nặng rồi nhanh nhẹn các kiểu, rồi có cái nhẫn giúp cho họ trong lúc họ lăn lộn nó vô hình như cơn bão cát vậy đó. Rồi đó, những cái con quái nào mà bạn để ý có cái đôi mắt màu trắng á, thì cái những con quái có đôi mắt màu trắng thì nó sẽ sống lại. Còn những cái bộ xương nào mà nó chỉ đôi mắt đen hoặc mắt đỏ hơn thì giết nó xong nó sẽ chết luôn chứ không sống lại nữa. Ôi rồi. À. Và cái bắn cung tên mày thích láo không? Chết đi, còn trần chờ gì mà không chết. Ở đây sẽ có một con xương nữa, chúng ta xử lý nốt. Sao mày sẽ đọc qua đây? À, mày lại nghĩ tao sợ mày chắc. Ôi rồi. Vãi cả bị repost kìa. Sao mày khu xuẩn thế hả? Berry con cu của mày. Tiếc là mày không còn cu nữa. À, đâu ra đây? Thế đây các đồ đó các bạn nhảy xuống chơi thêm có chết không? Nếu không, nếu mà chết thì đừng trách mình, mà nếu không chết thì báo lại cho mình biết nhé. Rồi chúng ta sẽ chạy ra đây quay lại. Lúc nãy chỗ mà có con bắn tên chúng ta, ta phải trừng phạt nó. Xin mình né đòn nè. Úi rồi. Cái cung tên đã số 1 bay chậm lắm luôn đi. Đồ được tặng thêm bình máu luôn. Free bình máu. 7 kìa. Ghê nhỉ. Ghê phết. Các bạn lấy cái này rồi sau đó các bạn đi thẳng ra ngoài. Đây chính là khu bên dưới chỗ lúc nãy mà các bạn đi á. Trông vậy cũng khá là đơn giản. Ô lộ, không phải. Ở đây là khu cái chỗ Illusionary World. À con này có robot màu trắng nè. Chết xong này sẽ sống lại. Fucking bitch. Good. Carcass Pyromancy Stone. Revenge. Ok, không, đây không còn gì nữa đâu. Rồi khi bạn chạy ra chỗ này nè, mình sẽ đổi sang cái vũ khí hạng nặng để giải quyết cho nhanh cái thằng con khốn này. Chúng ta sẽ đi lại trận trận về bắt đầu dùng short attack xử lý nó. Chạy đi đâu, đẳng cấp à. Sharp game, sharp jam, tương tự như vậy con này mình có thể cũng dùng giống y hệt phương pháp lúc nãy. Tuy nhiên con này yếu máu hơn nên chỉ cần 2 hit là nó chết rồi. Nên như các bạn đừng có như mình, để lại 4 cái Titanite Shot, Lost Titanite Shot, nâng cái cây này cũng lên cũng 5 thì chắc được hơn. Rồi, lấy nốt cái này. Và chúng ta đã sẵn sàng để đi tiếp. Trên khu này, trên này chính là khu lúc nãy mà chúng ta trước khi đi xuống á, mình có bảo các bạn đừng đi xuống dưới mà đi lên trên á. Đó là cái chỗ mà chúng ta vừa đi vào từ cây cầu. Và từ chỗ này các bạn chạy vào đây, chúng ta sẽ gặp NPC Andre. Bọn này chỉ là gì
tâm gãy răng. Ok, anh chị Henry, mắt kiệt. Conversation của nó là bạn là ok. Nếu lỡ các bạn bằng cách nào đó biết được vị trí của thằng Horace trước á, thì cũng đừng nói cho nó biết. Cứ kệ đi, đừng nói cho nó biết cái vị trí của thằng Horace, nếu không chúng ta sẽ hỏng quest của Andri. Vãi cả vào đầu ạ. Sau khi chúng ta lấy được đủ đồ ngoài đó rồi á, mình nói chuyện lần cuối cho nó chắc an rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Khúc này sẽ bạn sẽ được diện kiến một nhân vật vô cùng thú vị có tên là giái của Nito. Thì nghe khá khá gì giúp YouTuber cũng coi đây là giái của Nito. Gì Nito Testicle. Để ý sau lưng nha. Something is not right. Bạn trong cái viên bi đó nó vậy thôi, thật ra nó khá là quan trọng đấy. Các bạn xem, mình sẽ sàn đi. Nó chính là bên trong cái viên bi đó nó chứa Unnamed Pawn Shop thứ tư của chúng ta. Bạn phải đứng chặn đường cho con này, đánh như nó như vậy nè, vì nó sẽ bỏ chạy, mà nếu nó bỏ chạy thì rất là phiền. Và đứng đây chờ một lúc cho viên bi rơi xuống lần nữa. Nó chắc chắn sẽ sống lại. Cả con này cũng sẽ sống lại luôn. Úi dồi, hết hồn. Nhìn cái cách nó lắp lại kìa, tốc độ lắp lại của Flash. Nhưng như bạn hãy cẩn thận che bom đó, nó sẽ cho ra mấy cái homing missile, mấy cái đầu lâu mặt ngựa. Ok, khúc này á, mấy cái bình này nó chứa mấy cái đầu lâu lúc nãy đuổi theo các bạn. Bây giờ các bạn đi giống mình nè, để đảm bảo an toàn. Nhớ coi, như mấy cái bình này không sao nè. Đúng rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi. Đó, các bạn sẽ lấy được cái cassette Pickering mà không bị ảnh hưởng bởi mấy cái đầu lâu màu đen đen đuổi theo. Bạn đi chậm chậm thôi. Để mình để coi, lấy được cái này nè. Xong rồi bây giờ mình sẽ shot attack và đập chết cha con này đi. Chép mày chưa con. Tuy nhiên mà cũng lưu ý, con này tóc có mắt màu trắng. Và đây nó có mắt màu trắng thì sao? Nó sẽ sống lại. Ôi, cái viên bi này thôi không? Ôi dồi, dồi, thôi, 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 xong, thôi, xong, thôi, xong. Ôi dồi, xong. Mình sẽ không cắt đoạn này đi, bởi vì đây cũng là cơ hội tốt để mình hướng dẫn cho các bạn nốt đường tắt tiếp theo. Rồi, từ chỗ này đi ra ngoài, các bạn rẽ bên tay trái, à, ý mình là tay phải. Chỗ mà mình bảo các bạn lúc đầu á, đừng đây đừng tắt á, rồi các bạn đi ở đây. Đi như thế này. Giết con này, cái tổ bắn cung tên vào mặt bố. Rồi các bạn drop down xuống. Sau lưng các bạn còn một con nữa nhưng mà mình kệ luôn. Rồi từ chỗ này nè. Các bạn cũng kệ luôn đi, chẳng cần giết quái ở khúc này đâu. Chúng ta sẽ đi tiếp luôn. Mày cứ thôi cái động tác sống lại nhảm nhí rồi không? Fucking bitch. Mày đó chuẩn bị liệu bom mà liệng cái bùi bằng bìu thế chứ, đẳng cấp của bố đấy. Chắc mình mang theo khiên quá, thấy nguy ghê. Khiên hồi stamina của mình đâu rồi? Đây,
Ok, đi tiếp thôi. Đôi khi có cái khiên trong tay cho nó an tâm đấy mà. Chết chưa con? Một thằng. Đập thằng tiếp theo. Mày cũng đi luôn đi. Thăm ba giờ mày sống lại. Sống lại để làm cái đồ bùi. Nhặt đồ của mày. Nhặt đồ của mày luôn. Còn mày nữa sao chưa sống lại luôn để tao giết luôn nào. Ngu xuẩn. Ôi trời ơi, thôi chết chơi tôi rồi. À, không sao, đẳng cấp của mình là né được hết mà. Ở bên kia có đồ đúng không? Các bạn từ từ, mình sẽ dẫn các bạn ra đó sau. Bây giờ chúng ta phải giải quyết mấy thằng này đã. Nào, bom lửa, lôi ra sừng nữa. Úi dồi ôi, ghê chưa? Úi dồi ôi, văng cả khiên ạ. Backstop. Rồi thằng kia lại gần rồi. Ok, combo kiếm cho chết hết cả hai nè. Vì các bạn sở hữu lượng stamina vừa. Ôi dồi. Thì chết người không? Sở hữu lượng stamina vừa đủ để mà vừa tấn công vừa phòng thủ á. Là một điều rất là tuyệt vời. Thôi không, con Dog này. Một tát cho vỡ mồm. Đấy. Các bạn nhìn thấy ma tao đằng kia không? Đừng quá vội mừng mà chạy lẹp bạch tới. Hãy để ý ở đó có một cái lỗ. Nếu rơi xuống sẽ rất là phiền vì các bạn vừa skip một cái bonfire. Sau này các bạn coi nó đừng tắt cũng được. Bạn chờ một chút. Cái Nito Tesco thứ hai đang lăn xuống. Mình xin nhắc các bạn luôn đó là cái bên trong cái khối xương đó nó chứa deep gem. Mình sẽ chỉ các bạn đây sau. Đó. Bonfire lit rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra Pain Shine để mà upgrade cái Ether Flash của mình. Chính xác là bây giờ mình số với số tiền mình có trong người mình chả làm được tích sự gì cả nên mình sẽ không làm gì cả. Bây giờ mà mình sẽ trực tiếp đi luôn. Rồi, ok. Chúng ta sẽ bắt đầu đi tiếp. Bạn chờ một lúc. Cái Nito Tesco đang răn xuống. Các bạn đừng quá manh động. Đam của nó cũng to lắm đấy, không đùa đâu. Rồi, bạn đứng đây chờ một lúc. Lần lăn lên thứ hai của nó. Để mình dụ thôi. Đó, lần lăn lên thứ hai của nó chắc chắn sẽ giết được ba con chuột. Xong, đi tiếp. Giờ sẽ là SAP tay phải. Giết con chuột. Úi dồi. Láo không? Từ từ đây. Chắc mình đi bên này trước quá. Úi dồi. Mình đang định cảnh báo các bạn ở đây sẽ có mấy con slime ở trên đầu. Và hãy bạn đối phó với nó bằng vũ khí hệ lửa hoặc là bom. Bài hướng camera lên trên để nắm được vị trí của mấy con đó ở đâu để mà né được, biết được mà né. Tí nữa thì bị dính vào đầu. Ơ trời, chết cha, ống nhầm máu. Double kill bitch. Khúc này không có gì hết. Đây là an tâm rồi. Không thể là tìm ra được kia. Ôi rồi cái bọn bone wheel kinh khủng, cái bọn bone wheel đáp số 1. Này thì ngu. Chết luôn đi cho các bạn có bè.
Chuẩn bị rơi xuống à? Ở đấy đòi rớt lên đầu mình kìa. Ok, các bạn khúc này không còn gì nữa đâu, chúng ta sẽ đi tiếp. Cái nhẫn lúc này mình vừa nhặt á, là nhẫn giúp cho các bạn lăn lộn cái thời gian bạn invisible lâu hơn. Tuy nhiên đổi lại là bạn sẽ bị nhận đam to hơn do nó trừ đi giáp của bạn. Bạn chờ một lúc, thằng một thằng NPC xuất hiện. Thầy gọi là thằng Night Slayer. Mạnh lắm đấy, không đùa đâu. Ôi dồi, tí nữa là bị ăn đòn là for fuck's sake. Ơ, vãi thật. Vậy mà cũng trúng kìa. Này thì bị ăn backstab vào mặt có nhục không? Bằng Bill bị ăn backstab nha. Lucatel còn bị ăn backstab nha. Rồi, sau khi thằng nó chết, nó sẽ cho chúng ta cái Gesture Mai Xanh. Kể cả bạn bị nó giết thì chăng nữa, nó cũng sẽ cho các bạn Gesture Mai Xanh luôn. Ok, bắt đầu từ chỗ này. Các bạn đi lên đây. Thật ra không nhìn thấy, thế là tốt. Để thấy cái thằng đầu mũ Bill. Rất là tiện lợi cho việc giết nó. Mày sao? Úi dồi, mấy thằng này nổ rất cực kỳ nhanh nhẹn đấy, các bạn phải cẩn thận. Ôi, thôi, đùa không? Thích đùa không? Này thì múa lửa. Có con kia đâu? Cái con bắn vào mặt bố đâu? Bố giết chứ không toàn thây luôn con ạ. Ôi dồi, vào đầu kìa. Sao? Đây, chính cái chỗ lúc nãy mà mình mới nói là có đồ mà chúng ta sẽ lấy sau đó. Bên này như còn một con nữa thì phải. Đúng rồi, chọn rồi, chọn rồi. Lots of the shot. Hey bitch. Thế chứ. Như con này còn sống lại rồi vậy. Chọn rồi. Mấy cái keo Kukiri hay Kikiri này nó phóng được phết, nó scale khá là ổn. Rồi từ chỗ này các bạn sẽ thấy có một bức tường chém nó. Ở đây chúng ta sẽ thấy thằng tiếp theo và các bạn hãy tung combo cho nó chết luôn đi. Sau khi các bạn giết cái thằng đầu nón lúc nãy á, thì cái viên bi của Nito nó sẽ lăn xuống và va vào tường bể luôn. Và nó để lại cái gì? Nó để lại Dark Gem chứ không phải Deep Gem thì nhầm. Crystal Lizard, bitch. Chết rồi đi. Ok. Bạn sẽ thấy một thằng nó đứng ở đó rất là ngầu. Mình sẽ backstab rồi xong rồi đạp nó xuống vực. Úi dồi, thất bại rồi. Ok, vô đây các bạn phải cẩn thận một chút nhé. Ở đây hiện tại nó sẽ chỉ xuất hiện một vài con xương thôi. Và chúng ta sẽ mở đường tắt. Nếu bạn nhớ được con đường lúc nãy mà chúng ta bị invade bởi thằng NPC không? Đây chính là con đường tắt mà mình nói đó. Bởi lúc này chỉ mới xuất hiện mấy con xương lẻ tẻ thôi. Khoảnh khắc các bạn bước qua cầu á, nó mới bắt đầu xuất hiện một số lượng khổng lồ. Lại lát. Over. Trên đây các bạn sẽ thấy Anri lần nữa. Hỏi là nói chuyện với nó. Oh, yes, I thought.
Ok, tôi sẽ quay về bonfire. Mình đang hao khá là nhiều cái Estus nên mình sẽ không đánh boss luôn. Con boss này thực sự không quá khó thì mình đi. Các bạn biết đánh là được. Hồi khá lúc nãy mình bị đứng là do mình lag. Ok, đi tiếp thôi. Bây giờ mình sẽ lên level chắc khoảng một điểm Vigon rất là đẹp. Mình nhắm là để cho cả Endurance và vẫn Vigor đều khoảng 24. Ok. Rồi, đây là khúc mình upgrade vũ khí, mình chẳng có gì đặc biệt cửa khoe các bạn cả. Vì bây giờ chưa đủ đồ để làm. Mình sẽ nâng cấp một số thứ linh tinh thì của mình. Cụ tỷ thì tranh thủ lúc này không nhiều chuyện để nói, mình xin nói luôn cho các bạn biết điều này. Mình và những người chơi Dark Souls khác đã tạo ra một group có tên là Hội Tích Mùa Bonfire, cho nên bây giờ mình mời các bạn click vào link ở bên dưới phần description để tham gia hội. Mình nói điều này rất là nhiều lần rồi nhưng mình sợ các bạn sẽ quên mất. Ôi, các bạn chơi Dark Souls mà không biết đến Hội Tích Mùa Bonfire của mình ư? Đó là một nơi rất là tuyệt vời giữa những anh các anh cancer, các anh spam rồi các anh farm không ngừng nghỉ, không biết trời trăng mây gió là cái con khỉ gì để có được những thứ, đạt được những cái gì đấy trong Dark Souls. Đây là một nơi mà cộng đồng Dark Souls mình nghĩ là mình sẽ là cái gốc của Dark Souls Việt Nam. Các bạn hãy tham gia và sẽ nhận được những cái gì xứng đáng nhất, nếu như các bạn là những người thực sự yêu quý Dark Souls. Nói thì có vẻ hơi quá nhưng mà chắc là cũng dựa vào cái group này, không sớm thì muộn anh em chúng ta sẽ rồi sẽ được offline với nhau một cách vui vẻ và hạnh phúc. Nói chung là thế. Ok, sau khi xong xuôi việc upgrade đồ linh tinh và chúng ta sẽ sẵn sàng đánh boss cuối. Nhầm, đánh boss ở khu này và phất sách, lần này mình sẽ mặc đồ đàng hoàng chứ không có mua lừa kiểu này nữa. Để mình hướng dẫn các bạn sơ về những gì con boss này có. Thực tế con boss này có một lượng máu khổng lồ, tuy nhiên điểm yếu của nó chính là cái ba cái vòng vàng trên tay của nó. Cái chỉ cần chúng ta đập bể được ba cái vòng vàng đó xong, thì nó sẽ tự khắc chết. Tuy nhiên hơi khó khăn ở chỗ con boss nó sẽ có cái gọi là nói thế nào nhỉ, cái chiêu thả khói độc từ mồm á, nó sẽ khiến cho các bạn bị dính độc và mất máu một cách khủng, không chính xác là cái khói độc nó trực tiếp ăn mòn máu của bạn luôn á, với một tốc độ siêu nhiên đó. Cho nên các bạn đây thấy không, cái này nó sẽ giảm chỉ số phòng thủ của bạn một cách khủng khiếp luôn. Mình đang cho các bạn xem cái phần item description cho lúc mình đang nói nhảm đó mà. Cái với giảm máu của bạn tốc độ siêu nhiên, và vì vậy nên chúng bạn phải canh thời gian làm sao đó để mà đánh bể được mấy vòng tay của nó mà không bị mất quá nhiều đam từ mấy cái khói độc. Nói chung nó sẽ có những đòn tấn công riêng biệt để giúp cho bạn đập được khói độc, nhầm, đập được mấy cái vòng trên tay của nó, bạn đừng lo. Nói chung con bút này dễ lắm. Mình à, okay, bây giờ mình sẽ lựa cái nhẫn gì nhét lên người đây. Mình đeo nhẫn nó chẳng qua tại mình không biết nên đeo nhẫn gì, với cả là cái nhẫn đó nó sẽ giúp cho mình giữ được cái trạng thái buff lâu hơn. Ok, đến Catacomb of Cactus. Chúng ta sẽ bắt đầu mở đường tắt.
ta thì đi xuống. Bắt đầu khúc chê sinh rồi đó. Các bạn chạy thẳng vào trong đường tắt. Khi các bạn vừa bước chân lên cây cầu sẽ có một bầy người khổng lồ lao tới giết bạn. Ý mình là bầy quái nhân. Bầy quái xương chứ. Theo nó bắt đầu bật dậy đây không? Theo theo. Và các bạn rất là giả chỉ cần chém cái cầu này và nó sẽ té xuống và không có sao hết. Ai cho mày lên? Ai cho mày lên hả? Không không. Tôi xong, tôi xong, tôi xong. Oh my god. Fucking bitch. Đủ thời gian rồi. À đúng rồi, hôm nào mình có xem video vui lắm. Ở đây nè, ở đây có một cái glitch của game. Khi các bạn bị lăn ở trên này nè, bạn sẽ bị dính trên trên này. Thấy không? Đó, các bạn lăn ra như vậy nè. Bạn sẽ không thể nào ra khỏi đây được. Ờ à, bây giờ làm sao ra khỏi đây? Thôi sao? Chắc phải quit game thử coi. Quit game thử, đến đâu lại được. Đờ mà quit game xong một éo được. Mình phải tự tele về nhà để mà vô đây được cơ, không hiểu sao mình nghĩ cái trò óc chó thế là cùng luôn đấy. Giết tôi đi. Tiếp xúc với cái ly này, ly nó bắt đầu đáy dầm. Các bạn nhìn thấy nó đáy nó nước màu đen mà sợ quá mà lùi ra xa. Mình chẳng có gì để bốc cửa chán ghê. Tạm này về. Đó, các bạn chạy ở đây. Oh my god. Trông vậy thôi. Con boss này dễ lắm luôn ý. Các bạn có thể nghĩ rằng chỉ cần biết cách đánh cối tí là 30 giây để giết được nó thôi. Giời. Ê thì con mẹ, chúng tôi sợ. Sao mình lại mình sẽ cắt bớt đoạn đó đi, thế là đơn giản, chả ai biết, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra là thế là xong. Thật ra mình xin lỗi, mình chết đó. Lúc cái sai lúc nãy của mình á, căn bản á, cái lúc này mình thật ra mình cắt một đoạn, bởi vì sao? Bởi vì thật ra mình đã chết lăn chết vì bị bọn quầy bày quái đánh. Rất là đơn giản như vậy nè, các bạn không muốn bị dính cái face phức tạp là gọi quái lên hay là triệu hồi cái kiếm khổng lồ của nó. Cách đơn giản nhất là chính là bạn đánh cái bên tay phải của nó trước. Ôi dồi ôi dồi, máu của tôi. Mà nói chuyện quá. Cái đánh cái bên tay phải của nó trước, bên tay phải của nó tức là bên tay trái của bạn ấy. Đó, đánh bể cái đó trước thì bạn sẽ ở đoạn về sau của game á, của trận đấu này sẽ rất là đơn giản. Ôi dồi thôi xong, sao mình ngu thế nhỉ? Tại vì thật ra cái đoạn kia mình chết á, là mình lồng tiếng, còn đoạn này là mình vừa chơi vừa đánh nó khá là phức tạp, canh chuẩn xác hơn tí nào. Ôi dồi, tôi không thể nào chấp nhận được sự ngu của mình. Được im miệng và chơi nó rất là một nghệ thuật các bạn hiểu. My fucking god. Rồi né nào, có thế chứ. Ơi cái cỏ che mắt phúc. Vãi cả cỏ che mắt ạ. Lại bắt đầu phun độc nữa không. Mình bị các con khỉ gì ta. Thôi thích lao. Rồi rồi rồi, canh thời gian. Chém cái vòng, ủa sao chém hụt được nhỉ. Phải khát cá lát quá. Ăn đòn.
Lộn ra xa quá, không đang được. Ôi trời ơi, sao mình bị dính đam bởi mấy cái cú ngu thế này nhỉ? Các bạn thông cảm cho sự vô học, lộn nhầm, ngu xuẩn của mình nhá. Bây giờ mình sẽ có tập trung bình tĩnh hơn và chơi cho đàng hoàng. Ok thôi, coi như mình handicap á. Các bạn sẽ thấy trận đấu có vẻ phức tạp một tí nào, nhưng mà một khi mình đánh xong cái cánh tay bên tay, cái cánh tay trái của nó, tay phải của nó, thì bạn sẽ thấy mọi chuyện sẽ đơn giản nè. Thế thôi nha, tao táp vào mồm mày bây giờ. Bố ghét nhất cái kiểu làm cho người khác đau đớn nhá, bể luôn đi còn gì. Đấy, đơn giản chưa? Mình phải gọi mình chống chọi với khói của độc của nó luôn. Ok, nó sẽ dần đuổi mình đến cái khúc cuối của khán đài, của võ đài. Ra thì việc từ từ mà chờ đánh nó thôi. Thôi xong. Đó, khi mà nó đã rượt chúng ta đến mức này của cái khu này rồi, nó không còn chỗ để mà cất tay nữa rồi. Bạn đập thoải mái nữa. Một cái nữa ra đi. Nào, nhào vô. Ô thôi xong. Khỏi độc, bình tĩnh, bình tĩnh. Lại nữa rồi đó, lại nữa rồi đó, lại nữa, lại nữa. À đây rồi, cái tay của nó đây rồi. Mày hết chỗ đi rồi con. Đập đi. Đấy, cái vòng của bố, cho bố đập nào. Đưa cái vòng này, đưa cái vòng này, đưa cái vòng này. Chết luôn đi còn gì, for fuck sake. Đã thấy không, nó trở nên đơn giản như vậy, kể cả khi mình bị ăn hành tơi bến á, mình vẫn thoát được. Thế chính là đẳng, các mẹ nó cấp. Ok, cho xem cái gì, chúng ta đã xong khu Catacomb of và đây chính là cách mà chúng ta mở cánh cửa. Ok, good. Đó. Giá như mình may mắn có cái mũ mimic, chắc giờ này mình được có đống xôn rồi. Những ai mà có mũ mimic hãy nhớ sau khi đánh bại boss lập tức mọi đội có mũ vào đều nhận hưởng XP bonus. Ok, chúng ta sẽ ngồi xuống. Bây giờ mình sẽ quay lại Bonfire Shrine và chúng ta sẽ bắt đầu vứt cho những người cần vứt, những món đồ cần vứt. Thấy không? Lốt cái này là cái gì đây? Chả hiểu nó muốn nói có gì cơ. Mình đang muốn giải thích nhiều về lore mà gặp mấy cái description chưa đủ chi tiết do và đẳng cấp của mình quá tệ. Endurance chúng ta sẽ cộng thêm một. Chúng ta sẽ lên trên đây. À, không có con Henry về, đúng rồi, chọn rồi. Quay lại đây. Ô thôi xong, nhảy nhầm chỗ. Chúng ta sẽ bắt đầu đổi đồ. Đây, bạn xem cái kiếm của thằng Lốt này, cái kiếm này bị ăn mòn bởi Abyss khi mà Lốt Vormir đã bị chìm vào Abyss, thấy không? Và ông ta là ông ấy đã bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi từ đất bóng tối rồi để rồi bị trở thành như ngày hôm nay. Các bạn có thể thấy rõ ràng là cái khu Catacomb of Carthage bị ảnh hưởng bởi Abyss, đó là một phần lý do tại sao cái những Abyss Watcher phải ở bên ngoài để ngăn chặn Abyss xuất hiện trồi lên trên. Còn đây là cái Black Arch, Black Serpent. Mình vẫn chưa chắc nghĩ được mình nên lấy cái nào, nên chắc mình để sau, tùy vào lúc mình chọn build cái gì. Hiện tại mình vẫn chưa định hình được cái build của mình, nên mình chắc sẽ không ham hố mấy cái phép này.
thiếu. Learn Medical chưa đủ, mình sẽ mua phép Force. Mình sẽ lên phép cho đủ để xài được cái Deep Protection. Ok, đưa cho thằng cha này cái Pyromancy Tome của Cuthbert. Đó, còn cái Pyromancy Tome thứ hai á, nó sẽ bảo nó không học được. Bởi vì cái phép này dành cho phụ nữ. Là nó không phải phụ nữ nên nó éo được học. Đáng thương, nói chung thì rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại những episode sau, những sub like, dislike, comment các kiểu đi. Cảm thấy video này xứng đáng với những điều đó. Và hãy tham gia hội thích hồ bonfire của mình nhé.